chào quý chú anh chị các bạn đã trở lại với kênh Chợ Miền Tây. Hôm nay mình đã có mặt tại dòng sông Batago ngày hôm nay buổi chiều để mình ra đây để ghi lại hình ảnh ghe của chùa Kho Len của thành phố Sóc Trăng, đội chủ nhà đang luyện tập ở dòng sông như này như thế nào, và quý chú anh chị cùng theo dõi video ngày hôm nay. Và bây giờ mình đang có mặt tại khu vực dòng sông Batago của thành phố Sóc Trăng ngày hôm nay để mình chia sẻ về hình ảnh ghe của chùa Kho Len đang luyện tập ở dòng sông này để chuẩn bị cho mùa giải ốc ong bóc tại dòng sông này như thế nào. Thì đây là ghe của đội chủ nhà của thành phố Sóc Trăng đang có mặt tại dòng sông này. Hôm nay buổi chiều thì các bạn nhìn thấy là có bên bờ kè thì trời cũng gió mát nè, cho nên bà con mình đến để mà xem luyện tập đua ghe cũng khá là đông. Bây giờ ghe của chùa Kho Len hai chiếc đang ở trong ở tư thế xuất phát này, đúng không chú anh chị? Đây hai chiếc đang ở tư thế xuất phát. Đây là hình ảnh bờ sông bờ kè của thành phố Sóc Trăng. Mình sẽ đi dọc một vòng để chia sẻ cho quý vị thấy. Chuẩn bị. Đây quý vị chú chị bây giờ ghe chuẩn bị xuất phát. Sông nước miền Tây. Đây bây giờ hai chiếc chuẩn bị xuất phát, chuẩn bị đưa về cái khán đài A nha quý cô chú anh chị. Thì hôm nay mình sẽ đi theo cái video này để mà đến khán đài A cũng như là hai chiếc đang dợt thử. Thì hai chiếc này cũng ghe của chùa của đứa đội chủ nhà thôi. Bây giờ thì các vận động viên đang ở tư thế chuẩn bị xuất phát đó quý cô chú anh chị. Đây mình sẽ cho thấy sát một chút xíu. Đây. Đi từ chiếc các bạn ơi, chứ không có đi một lần hai chiếc luôn. Rồi chiếc sau đi tiếp tục luôn quý chú anh chị. Đây, hai chiếc đó đi một lượt và chiếc từ trước chiếc sau quý chú anh chị. Đây. Đây chiếc này xuất phát luôn quý chú anh chị. Hai chiếc chùa Kho Len nha, nước của đội cho chủ nhà của thành phố Sóc Trăng. Rồi bây giờ đây tốc độ đi. Bây giờ mình cũng các bạn nhìn thấy là cây ở phía sau cái quá giọt luôn. Bây giờ Thanh sẽ dọc theo ghe để mà gửi đến quý cô chú anh chị xem nha. Đây hai chiếc ghe đang chạy luôn nha. Đi dọc theo hai chiếc ghe này cho quý cô chú anh chị xem nó sát hơn. Thì hai chiếc ghe này là của đội chủ nhà của thành phố Sóc Trăng. Bây giờ thì anh sẽ cũng hơi tối rồi, anh cũng gắng chia sẻ về cái hình ảnh này để cho gửi đến quý cô chú anh chị xem về chiều nay. Thì chiều nay là ngày thứ sáu nha quý cô chú anh chị. Chiếc trước chiếc sau tập rất là mãnh liệt của chú chị. Rồi chiếc này quá hấp dẫn luôn á. Phước quá luôn chú chị à. Chiếc kia nó đi qua quá lẹ luôn. Rồi bây giờ Thanh cũng xin đi ra ngoài mép ngoài nha, tại vì chỗ này nó bị gián đoạn chút xíu, mình sẽ không quay được cái cảnh hai chiếc ghe đó đi một lượt. Cũng xin đi ra ngoài chút xíu. Đây cũng
ráng lấy lại hình ảnh cho quý vị chúng chị xem rõ hơn. Ở đó này anh cũng gán để đi vào bên trong cái chỗ này để ghi lại hình ảnh này cho quý vị chúng chị thấy cái ghe nó sát như thế nào nha. Bây giờ anh cũng lấy sát lại cho quý vị chúng chị xem được nè. Chiếc bên tay phải nó mạnh đi nhanh hơn của chú chị, đi tốc độ hơn. Hồi nãy là chiếc bên kia là đội ghe chủ lực, chắc là ghe bên kia đi rất là nhanh. Gán lấy đi lấy cái ghe bơi này. Còn ghe kia là ghe dắt đổi các vận động viên của chú chị. Ghe đi quá đẹp luôn. Bây giờ anh cũng xin chạy đi ra mép bên ngoài cái, tại vì này nó vướng cái đường đi qua của mình, không thể nào chạy qua được nữa. Chú chị mình chạy trên lộ rồi, tại vì khu vực này nó bị giặt cản nên là thanh sinh đi chạy qua này chút xíu trước nha. Không có thể nào mà bắt nó lên được. Nó đang đi về. Giờ có thanh sinh đi qua trại chỗ này nó có cái bị giật cản phía trước nữa, giờ thanh sinh ra ngoài chút xíu nha để chạy cho quý chú chị gắn lấy ra được cái hình xác cho quý chú chị xem rõ hơn cái chi tiết hơn. Này nó giật cản nhiều quá này, tại vì đó khán đài đúng như chú chị là cái điểm mà để mà về đích á, thì lấy được cái khúc nào thì mình lấy khúc đó đi. Rồi phía trước bị giật cản rồi cho nên mình sẽ xin lấy ra ngoài luôn nha quý chú chị để lấy được cái điểm kia nha. Cầu thang này mình thấy không được.
rồi về tới khu vực đó quý anh chị. Miền Tây cũng xin tạm dừng video tại đây. Xin chúc quý cô chú anh chị các bạn một ngày mới vui vẻ và đón xem những video kế tiếp của chợ miền Tây. Nếu có hay hữu ích hãy đăng ký kênh, nhấn chuông chia sẻ cùng xem. Xin thân ái mến chào.